Xin chào các bạn ha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn về cách mà chúng ta đưa cái dữ liệu từ các sensor hay là các trạng thái thiết bị chúng ta lên cái thiên sự biết ha các bạn ha. Cái này cũng khá là lâu rồi, bây giờ hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn ha. Thật sự nó rất là dễ dàng các bạn ha. Đầu tiên là chúng ta vào cái trang là thiên sự biết .com đúng không? Chúng ta sign in, chúng ta đã nhập vào. Chúng ta nhập về cái email chúng ta vào các bạn ha. Chúng ta nhập mật khẩu các bạn. Nếu bình thường chúng ta chưa có, chúng ta phải chọn xin email cho xin gặp các bạn, xin up nha. Để chúng ta đăng nhập vào ha. Giả sử bây giờ ở đây là mình đã có sẵn hai cái channel đúng không? Bây giờ mình sẽ tạo một channel mới cho các bạn ha, My Channel ha. Tạo nên mô các bạn ha. Đây là cái name, là cái tên của cái channel chúng ta các bạn ha. Demo Thinking Speak ha. Như thế nào? Cái description là cái mô tả các bạn, cái đó là gì các bạn ha. Chương trình demo ha. Ok. Thì hai cái field này các bạn có thể thích thì các bạn ghi, không thì bạn có thể bỏ trống được. Ở đây là mình dùng cảm biến là nhiệt độ độ ẩm các bạn ha. Mình dùng ở đây là mình dùng con là ở đây là mình dùng là con DHT22 các bạn ha. Cảm biến của mình này nó cũng không được chính xác các bạn ha, nó bị cũ quá rồi. Cho nên là nó cũng chạy không chính xác. Thì chúng ta điền hai cái trường này, đưa cái trường này xong rồi ta bỏ trống đi các bạn ha. Tích hai cái này, field 1, field 2 rồi ta bỏ hết các bạn ha. Rồi chúng ta làm gì đó, chúng ta cứ chúng ta search channel các bạn ha. Rồi đây là qua chúng ta vào cái phần chúng ta vào code này các bạn ha. Code này thì mình sẽ up lên các bạn ha. APK này các bạn nghĩ là về interface APK from TeamSpeak, nghĩa là cái này là cái APK các bạn ha. Đây ha, chúng ta vào APK này, chúng ta copy cái key của chỗ cái phần mà APK đúng không, rồi ta bắt vào đây các bạn ha. Hiện tại ở đây là gì? Ở đây là nó chỉ có là gì các bạn? Ở đây là mình dùng DHT22 chứ mình là chung 16 các bạn ha. Tại sao dùng chung 16? Tại vì ở đây mình chọn này. Chứ mình ở đây là mình dùng chung D0 các bạn ha. Mình chọn là gì? GPIO. Có nốt MCU các bạn ha. GPIO nốt MCU các bạn ha. Thì ở đây là mình chọn chương số 16 tại vì mình ở đây mình gắn vào chương đây không chứ các bạn ha. Đây ha. Thì bây giờ mình gắn code mình để cái nạp thôi các bạn ha. Đó. Đúng không? Đây mình nạp đúng không? Bây giờ mình chọn vào cái cổng gì? Node MCU. Node MCU 1.0 các bạn ha. Rồi chúng ta chọn gì đây? Con 6 luôn. Con của mình luôn mình nạp vào các bạn ha. Chúng ta xem nó nạp cho các bạn ha. Rất là dễ dàng các bạn ha. Cực kỳ là dễ dàng. Mình giới thiệu với các bạn luôn ha các bạn ha. Đây là mình khai báo cái thiên sự biết các bạn ha. Đây là cái thư viện DHT11 của mình các bạn ha. Thư viện DHT thôi chứ phải DHT11. Ở đây là chúng ta dùng DHT22 APK chúng ta mới cốt đúng không. Đây là cái tên wifi mà khẩu wifi. Cái server chúng ta là thiên sự biết các bạn ha. Chương số 16 ấy gọi là chương D0 nha các bạn ha. Đây chúng ta khai báo DHT11 này là một cái wifi LAN. Nguyên khúc này là tiến hành kết nối wifi cho các bạn ha, và thiết lập cái cấu hình để đọc nhiệt độ từ cảm biến DHT11 các bạn ha. Ở đây là mình đọc vào nhiệt độ là gì, ở dữ liệu đây là ghi phần lót cho các bạn ha. Đây là get humidity là đọc nhiệt độ ấm, và get temperature là nhiệt độ các bạn ha. Đây là kiểm tra có được có thành có đọc, nếu mà nó báo chỗ này bị sai là cảm biến bị phone này cảm biến bị sai chắc hơn các bạn ha. Đây là cái server bình thường chúng ta sẽ nói với cái server thằng bằng cái bọt 80 các bạn ha. Đây là cái bọt của thành ab.thiên sự biết cho các bạn ha. Có nghĩa là gì, cái kiểu dữ liệu chúng ta đọc vào đây là cái phần lót cho các bạn ha, nhưng mà ở đây là cái chuỗi cho nên chúng ta phải làm gì, chúng ta phải chuyển kiểu gì từ cái kiểu dữ liệu sang cái chuỗi là kìa. Các bạn chuyển t sang string này các bạn ha, tương tự h cũng vậy các bạn ha. Đây là cái ký tự xuống hàng các bạn ha. Đây là cái loại này là giúp chúng ta post cái dữ liệu lên cái server thiên sự biết các bạn ha. Cái này là để thông báo chúng ta thấy thôi các bạn ha. Sau khi chúng ta post xong rồi chúng ta lại dừng các bạn ha. Chúng ta delay 10 giây, 10 ngày là 10 giây các bạn ha. Rồi, nạp xong rồi á. Mình sau lên cho bạn xem nha. Ở đây tốc độ bao của mình là 115.200 đúng không? Mình sau tốc độ này các bạn nhìn đúng không? Đó, nó đang các bạn thấy không, 30.5 đúng không, độ ấm là gì, 38.5 tại của cam biến là bị hơi như các bạn ha. Rồi chúng ta vào thiên sự biết như các bạn ha. Đây chúng ta vào gì, primary view đúng không, demo các bạn thấy không,
ở đây là gì? Ở đây là chúng ta mới chỉ có một cái view các bạn, ở đây là mới demo trên speed, ở đây là chỉ mới là view 1 thôi đúng không? Thì chúng ta thêm view đó, tạo là gì? Aggregate đúng không? Thêm đi các bạn ha. Yes. Rồi đó, cho view các bạn, mình chỉnh lại các bạn ha, cái nào setting các bạn. Ở đây view 2 luôn nha các bạn ha. Để mình chọn view 2 rồi mình chọn gì? Đây mình thêm view là gì các bạn ha? Nhiệt độ và tiếng Việt bản đồ như các bạn ha. Độ ha. Nên bật tiếng Việt lên đây ha. Ok. Ok nha các bạn. Ai làm gì? Chúng ta sale rồi nha các bạn ha. Sale. Các bạn thấy không? Nó đã lên nhiệt độ ẩm, bạn thấy không? Nhiệt độ này hiện tại là gì đây? Hiện tại là 1:30 học, hiện tại là 1:48 phút, bạn thấy không? Đó, độ ẩm thấy chưa? Chúng ta cũng có thể chọn một cái widget mới, ta có thể chọn gì đây, cái gâu các bạn, cái gâu là nó là một cái biểu tượng lớn các bạn ha. Chúng ta có thể ghi đây là gì, nhiệt độ các bạn ha. Đó bạn thấy không, thì chúng ta có thể thiết lập cái thông số đây các bạn ha, thì tự chúng ta thôi. Đó, nhiệt độ bạn thấy không, phiên 1 hiện tại nhiệt độ là bao nhiêu, 30.4 thấy chưa. Tương tự chúng ta có thể thiết lập một cái widget mới là gì, chúng ta thử thử là cái gì các bạn ha, độ ẩm ha. Đó, đang ra cái chữ các bạn thấy không, rất là dễ dàng các bạn đúng không. Rồi chúng ta cũng có thể làm gì các bạn, chúng ta có thể export data các bạn thấy không, chúng ta có thể xuất ra file json này các bạn thấy không. Cái file json này chúng ta làm gì các bạn? Đó, cái file này để chúng ta có thể là chúng ta có thể là dùng cái vỉ đồ để có thể đưa lên web này các bạn ha, bạn thấy chưa. Tiếp theo chúng ta có thể xuất ra file XML ha, đó thấy chưa. Rồi chúng ta cũng có thể xuất ra file CSV. Cái file CSV là cái file mà file Excel các bạn ha. Đó, rất là dễ dàng các bạn ha. Rồi ha, xin chào các bạn, chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ như các bạn ha. Thì tương tự là gì đó các bạn ha, ở đây chúng ta có thể vẽ, chúng ta muốn có thể, giả sử bây giờ cho các bạn muốn thêm một cái field mới đúng không các bạn đúng không. Hiện tại bây giờ mình sẽ thêm một cái biến mới đi, một float đi ha. Float, float đúng không? Biến k đúng không? K mình cho bằng 50 các bạn ha. K bằng cho k bằng 50 các bạn ha. Thế thử k bằng 50 chẳng hạn. Thôi, k nó sẽ bằng là h cộng t nha các bạn ha. Ok vậy ha. Thì ở đây đúng không các bạn ha? Ở đây là gì? Chúng ta bây giờ chúng ta phải thiếu một cái view mới đúng không? Bây giờ chúng ta thiếu một cái view mới đúng không? Đây là view 2 đúng chưa? Đúng chưa? Chúng ta phải cộng thêm một cái field mới đúng không các bạn ha? Đây. Cái file chúng ta bây giờ là field này là field 3 đúng chưa các bạn ha? Field này field 3 thì mình sửa thêm các bạn đúng không? Field 3 cái này là chính là k đúng chưa? Đúng không các bạn ha? Chúng ta nạp có thôi các bạn ha, đúng không? Đúng chưa? Chúng ta nạp có vào chúng ta vào đây các bạn ha. Chúng ta lên đây chúng ta phải là vào channel này, chúng ta vào channel của chúng ta channel setting. Chúng ta thêm một cái field 3 nữa là field, ta thêm một cái field 3 đúng chưa, chúng ta mới thêm field 3 đó đúng không. Field 3 là gì? Nhiệt độ cộng độ ẩm các bạn đúng không. Rồi chúng ta xem lại cho các bạn ha. Rồi chúng ta nào quên là có thêm chưa. Rồi các bạn có thể vào đây, vào đi đúng không. Nhìn này các bạn thấy không, nhiệt độ còn ẩm, field 3 đó, field 3 chat này nó ra cái gì. Chúng ta đợi nó lót nha các bạn ha. Rồi đợi nó lót tí. Các bạn thấy field 3 không, field 3 là nhiệt độ còn ẩm đúng không. Có phải nhiệt độ là ở đây bao nhiêu đây các bạn. Sao lót lâu vậy nhỉ, chúng ta sau lại coi xem, theo lót rất là lâu các bạn ha. Chúng ta sau lại coi,
đó các bạn thấy không. À, độ ấm, nhiệt độ, độ ấm là 31, nhiệt độ là 30, là nghĩa là phải là số 1,5 đúng các bạn ha, đây phải không, đây là bao nhiêu đây, nó cộng lại các bạn ha, nó cộng lại đó, nghĩa là cộng lại hai cái đấy đúng không, nó cộng hai cái giá trị lại đúng các bạn ha. Ủa sao cái phiên chặt một nó không lên ta, ta kiểm tra lại con phiên một thôi. Ờ cái phiên một đâu, cái phiên một bảy đó, phiên này phiên ba các bạn không, THK K thì nó bằng H cộng T thôi, còn nó thôi các bạn ha, 10 giây nó cập nhật một lần ha. Chúng ta phải chỉnh lại để mình chỉnh lại coi channel nó rất là dễ dàng thôi các bạn ha, tắt máy này đi các bạn dễ ha. Ồ, tiên speed nó bị lâu, nó bị lỗi mạng các bạn ha, nó bị lỗi mạng chứ không phải nó ấy đâu ha. Mang channel đây các bạn thấy không, đó nó hiển thị đó các bạn thấy không, à, bạn thấy rất là dễ dàng đó các bạn ha, chúng ta có bao nhiêu cam biến chúng ta có thể thêm vào cho các bạn ha. Rồi xin chào các bạn nha.